Xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em có cái nồi cơm của bác khách gửi sửa, cái này cũng mang đi sửa chung là nhiều nơi rồi, không có đồ để thay. Thì nguyên nhân là bảo là bị hư cái màn hình này, thì em chưa có tháo ra coi, nên hư cái phần khiển này. Nhưng mà em cắm điện là thấy nó díu hết cả điện xuống, là biết em bị chập bên trong rồi. Con này hỏng khá nặng rồi, thì ông bảo là thợ lắp vào rồi. Lắp vào nhưng chắc lắp sơ thôi. Đó, thì kiểu như là sửa không có đồ thay ấy, thì chỉ lắp vào thôi thì sao bây giờ. Rồi kéo điếc tải. Giờ em sẽ tháo ra xem như thế nào. Đó, thì bây giờ em có cách sửa, nói chung là cái con này là nhanh nhất. Thì tí nữa các bác sẽ biết sao nó sửa nhanh nhất. Thì tiện thể ở đây thì em sửa nhận tất cả những cái nồi cơm nhá, bình dân thôi bác nhá, chứ cao cấp thì em không có sửa đâu. Đấy, cao cấp thì mình không có đồ, nói thẳng là như vậy. Tại vì là em chuyên về hàng bình dân mà, đó, phục vụ các bác nhu cầu bình dân thôi, nên là sẽ có đồ thay những con bình dân. Đó, gần như là có hết những con cao cần mình. Các bác nào có sửa thì alo cho em, có gửi hàng vào em sửa cho. Sửa ở đây tất cả là về sẽ theo cái nguyên bản của nó bác nhá. Bác cắm luôn điện hay chăng nữa thì nó vẫn được bảo vệ. Đó, an toàn hết nên các bác yên tâm. Đấy, chứ không phải là mình đấu lối tắt để bỏ qua cái công đoạn mà nó chống sét. Nên là với cả khóa áp á, nên các bác lưu ý vấn đề đó. Bây giờ em sẽ tháo con này ra. Con này em có cách chung là chơi nhanh nhất. Này sản xuất năm 2006 này. Này là một con cao tần của Natiuna. Thì hôm vừa rồi có bác gửi ngoài Hà Nội vào một con van dài, cũng sửa ngoài đó rồi. Thấy sửa bệnh cũng khá nặng đấy. Cái con đó là mấy cái dòng đời mới của thằng Panasonic, khi mà cắm nôn điện đúng không? Con đó nó không như giống như là mấy con cổ ấy đâu. Mấy con cổ thì đơn giản thôi, mấy con đó nổ rất là nhiều. Trong bảng mạch nổ rất là nhiều. Tại vì em có một con như vậy, bị cắm nôn điện nên tháo ra coi rồi. Bên trong nó nổ nhiều lắm. Nổ nhiều hơn là những con đời cũ. Đấy. Thế không biết tại sao đời mới nó lại làm sao mà nó lại nổ nhiều thế. Thì em thì chỉ sửa, nói chung là lúc rảnh rảnh ấy, phục vụ các bác thôi, chứ không phải là chuyên nghiệp như là mấy bác thợ sửa kia nhá. Bác có gì thì bỏ qua cho. Em chỉ có hỗ trợ những bác không có đồ linh kiện thay ấy. Bác đi sửa rồi nhưng mà không có. Đây là bác mang tận nhà luôn. Bác mua một cái lồ, nhưng mà cái này bác mang tận nhà sửa. Thì do là cũng đi sửa rồi, không có đồ để thay thế. Ôi, gãy hết cả cánh luôn rồi. Cái này chạy gì nữa. Cái này là phá bỏ luôn rồi chứ. Cái này xem là có cái gì. Trong kia ông cũng là tháo tung ra, chúng ông không có sửa được. Ông ấy nắp vô, nắp cũng kiểu là nắp cho qua thôi. Con này chắc là nó đây này, đen thui hết cái màn hình. Con này chắc khá là nặng đấy. Đây, con này cũng có thay công suất rồi. Đó, thay rồi nhá. Rồi nhổ ra hết rồi. Tại vì nặng quá mà thợ không sửa được mà bỏ luôn mà. Đấy. Bỏ luôn thì chung là em có cách sửa lại nó một cách đơn giản thôi. Đó, thì các bác sẽ biết. Nhanh nhất có nấu ra rườm rà chết. Đây là một cái bo đã bị chết rồi nhá, coi như là đã chết cái phần này rồi này. Đấy, thấy nhổ ra rồi, cắt bỏ luôn chứ ông ấy cắt luôn rồi đấy, coi như thấy không, đã cắt bỏ ra rồi. Mấy chân này còn công suất đấy, còn này còn công suất này, ba chân nữa, IGBT hay còn IGBT em không biết mấy đâu bác nhá, nhưng mà em sửa
cho bác những con này em có đúng không? Nhưng mà rồi mấy bác cầm con Juicy đến, một bác mang tới, bác cũng đi khắp cái khu vực này rồi, chả có ai có đồ thay cả. Cuối cùng bác mang mang tới em thì em bảo thì con này nó chết khiển rồi. Chết khiển thì nó thật, bác như chết khiển thì ít người sửa lắm bác ạ. Nói chung là cái thời gian để sửa cái con khiển đó thì nó quá là vất vả, nên là thường thường là thợ sẽ không nhận sửa phần khiển đâu. Phần khiển nó sẽ rất là mắc tiền đấy. Liên quan phần khiển, phần nguồn thì nó còn dễ nhá, nhưng phần khiển nó là khó nhất. Bởi vì là cái khiển là cái đó nó bắt con này ăn gì là phải làm theo nó, ăn gì nấu gì đấy, nên phần khiển nó bắt gọi như là cái trí tuệ của nó gọi như là nằm ở trong cái con bo khiển đó. Nên là bác ấy chỉ còn cách là thay thôi, chứ không còn cách nào cả. Khiển mà không thay thì chỉ có vứt bỏ lồi luôn. Bác ấy tiếc, bác phải thay. Thay cũng bao nhiêu đâu, 300 ngàn đấy. Nhưng em có đồ nhá, còn người ta muốn sửa được cái đó thì bắt buộc phải có đồ để thay khiển những con đó. Tại vì mình không phải là nhấc con khiển này qua khiển này kia được đâu. Tại vì là nó điều khiển cái con này là chương trình gì, người ta đã cài đặt vào con khiển đó rồi. Con này thì nó có thêm một phát nữa là nó hết pin rồi. Đây, con này bây giờ em sẽ lấy nguyên một con bo khác luôn. Đấy, nguyên một cái khác luôn nhá. Đây này, cũng cùng đời đời nó cũng gần gần tương đương nhau, cách nhau chỉ có con này nó chỉ cách nhau chỉ có khoảng 1 năm thôi. Con loại này thì bỏ vào thì nó chạy thôi, không có gì đâu các. Đấy, nguyên zin nhá, của Nhật nhá. Em tháo được một con nồi khác qua đấy. Thế này sửa cách nhanh nhất bác ạ, để đồ em có mà, coi như là dư đồ bác ạ, nên là mình có cái nào mình sửa cái tốt nhất cho khách hàng đấy, nên là các bác yên tâm nhé. Em thì những cái có thể những bệnh nặng em không sửa được, nhưng mà em sẽ kêu những anh em khác cùng với em sửa sửa cho, thì cũng lấy giá các bác ưu đãi thôi đấy. Miễn sao là em sửa nó phải là quay về là nguyên zin nhá, nguyên bản của nó nhá, chứ không có sửa bậy bạ đâu bác ạ. Không có đấu lối tắt, không có chế bất cứ một cái gì, thà như không có là nói là không có luôn, chứ không có chế nhá. Tại vì là những cái con này mình chế là nó rất là nguy hiểm đấy. Để thứ nhất mình sửa rồi mà chế vào thì nó chạy nó không ổn định ấy, nó lại hư tiếp, nên là rất mất công cho bác đã bỏ tiền ra sửa rồi mà nó lại không được như ý ấy. Đấy. Thì con này em tiện thể em thay pin luôn. Thì công việc em thì cũng rất là nhiều, em thì ngày nào em cũng bận hết, từ sáng đến tối hết. Nhưng mà em rất thích những cái đồ điện tử này của Nhật ấy, nên là em cũng khoái nghịch lắm. Nô có cả bác nọc gửi cả nọc không khí đến cơ, thì đến là sửa rồi. Đó. Thì bác cũng rất tin tưởng, và thì cũng cảm ơn các bác đã tin tưởng em đấy. Thì công phu vốn lòng thì em vẫn cố gắng sửa cho các bác đấy. Này thay cái pin của nó, có nhiều bác mà thay pin dễ không, dễ thôi các bạn. Thì trên này trên cái mặt bình thường pin nằm trên mặt điều khiển nhá, có những con như dòng của Toshiba nằm trên cái mặt trên đấy, nó còn khó thay hơn nữa, mấy con nó cạy hơi khó một chút. Bình thường như là mấy ông Nhật này là ông ấy tính toán là ông ấy không cho mình sửa đâu, không phải chúng cho mình sửa, ý là người ta dùng xong người ta bỏ thôi, người ta không sửa chữa. Nên thường thường cái phần này người ta làm rất là kỹ đấy, coi như là mình không có thể tháo ra được. Nên mình đây bây giờ là mình gọi như là mình đã thay đổi đi cái của người ta, cái quy chế của người ta. Đấy. Nhưng nhựa này ấy, người ta đổ vào để nó giữ lại luôn. Nhưng mình bây giờ mình muốn tháo ra thì mình chỉ còn cách đó thôi, không còn cách nào để tháo ra được cả. Có con nó làm cái móc rất là dễ tháo, con này nó đổ nó làm to hơn luôn.
Thì còn cách tháo kiểu đó thì không cách nào để lấy được viên pin ra, thì còn cách đó có thì em cũng không phải là chuyên môn ấy, nên em sửa nó cũng lâu lâu, nên mà chiếu mình làm cho các bác vui thôi, cho các bác vui vẻ thôi, chứ mình không có chuyên môn các. Đấy, nên là bác nào có muốn sửa nồi cơm cắm nhầm điện ấy, thì cứ gửi đây em sửa cho. Đó, hoặc là bị bệnh gì chết khiển chết khiết thì cứ nhắn tin những cái con gì đấy, những cái loại nồi cơm gì á có thì em sẽ thay thế cho các bác. Với tình trạng về cái nguyên thủy của nó nhá, đấy chứ không có chế cháo gì hết nhá. Đấy. Em không phải là chuyên nghiệp nên là làm nó hơi lâu bác nhá. Cái con hút chì dở quá, kiếm mãi con của Nhật mãi mà không thấy đâu. Pin chân nằm các nhé, pin chân nằm, pin là như thế này, thẻ pin đủ 3V bác nhé.
rồi tháo cái mặt nó ra xem là nó nâu hơn không bác. Nâu quá các bác. Màu hà này của hai cô đó, nội địa Nhật các bác, dùng điện 100V. Thử vào xem nó còn chạy được không. Cách này là cách nhanh nhất đó các bác nhá. Mời bác uống đi cà phê nhá, cho nó tỉnh táo.
Đây em sửa, các bác thì sửa theo kiểu nguyên zin nhé, vẫn nhắc nặng các bác chứ không có chế cái gì vào cả. Nguyên zin theo cái nguyên bản. Đầu vít này không có nắm châm. Thử xem nó có nền điện không. Nghe tiếng kêu rồi bác ạ. Rồi, đây. Ô lên màn hình. Có lên điện mà không lên màn hình. Quên như cảm giác các bạn. Chết. Mình chưa gắm cái rắc này vào nó không lên bác nhá. Chì đó, đây là gọi là cục chì đó. Đấy có những bác nối tắt cái phần cục chì đó luôn. Về sau nó có thể ra sự cố là nó vẫn hư cái nồi cơm đó. À, đây này, trong này nó có dây cảm biến nhiệt này, cầu chì này. À, cái nồi cơm của Nhật rất nhiều cầu chì các bác nhá, lưu ý rất nhiều cảm biến với cầu chì nên là đấu thì đấu nó đúng luôn, chứ mình đấu lối tắt là nó bị đấy bác, về sau là nó sẽ bị cháy, là cháy luôn, chùm luôn. Giờ em sẽ nắp nó vào xem nó chạy không. Bây giờ là em sẽ không còn những cái nồi cơm mà giá rẻ nữa đâu bác nhá. Nên các bác lưu ý sẽ không còn những cái loại nồi cơm 200 mấy, 300 mấy đâu. Đấy. Vì bây giờ em sẽ để đó, em sẽ thay linh kiện cho các bác, những cái bác mà bị gặp lỗi. Đó. Thì trước em bán như vậy thì các bác không có mua. Thì bây giờ bác muốn mua thì nó cũng sẽ không có nữa đâu. Thì em cũng nói cho các bác biết như vậy. Giờ chỉ có những cái nồi nghiêm chỉnh thôi. Chứ không có cái nồi cơm mà giá rẻ như trước nữa. Đấy thì như vừa rồi thì em đã thay nguyên cái bo này luôn. Đấy, nguyên một cái bo luôn. Đây đã sửa mấy lần rồi, các bác đã sửa đây này. Đã thay ra thay vô không được nhá. Đấy, vì lý do là không có đồ đấy, không có đồ ấy nên là nó sẽ thành ra như vậy.
cái nồi cơm của Nhật chứ không phải là giống như là cái nồi cơm mâm nhiệt đâu, mâm nhiệt điện tử nhá, của Nhật nhá. Đấy. Còn cái bây giờ đây này, đây là mâm nhiệt này. Đấy. Nên nấu cơm nó không bằng được đâu. Nhưng mà nó đã chuyển qua biến thể qua là điện tử rồi. Một tầng cao mới ở hiện tại đang Việt Nam mình là điện tử cao tần, thì nó có hàng nhập khẩu nguyên chiếc rồi, 6 triệu một con. Nếu cao tần như thế này này. Giá nói chung là cũng khá chát so với cái mức nhu cầu thu nhập của người dân Việt Nam mình hiện tại nhá. Đấy. Người giàu thì không có nói rồi, thì có những người trung bình, mình đang tính bình quân thôi. Bình quân thì nói chung là ít người mua được lắm. Không đi mua được những nồi mà giá cao như vậy. Rồi em lắp vào. Này, thay bác thay ốc, nói chung lúc lắp vào thì không sửa nữa thì người ta sẽ cứ lắp coi như là cho nó có ốc thôi. Bây giờ những con ốc này là ốc cầm trong, không phải mà con ốc nằm ngoài. Con ốc nằm ngoài chân nó sẽ dài, nằm trong chân nó sẽ ngắn. Số lưu ý các bác nhé, có những bác gửi nồi cao cấp vào ấy, thì bác thông cảm nhé, em không có đồ của nồi cao cấp bao giờ, mà em kiếm được cái con nào mà nó hư nó ở đâu thì em sẽ thay thế cho các bác, chứ hiện tại thì chưa có nhá, cái dòng cao cấp đó nó không có thông dụng, nó nhiều tiền quá, mua cái xác của nó thì mua không nổi. Pin luôn, xem nó có chạy không, chạy là không chạy đã đập mày luôn.
nỡ rồi thì làm luôn đó. Đấy, đây này gọi là cái đây là mới là phần quan trọng các bạn. Đấy, đồ Nhật mà mình có đồ để thay thế thì nó sẽ rất là dễ, còn nếu mà không có đồ thay thế thì nó sẽ thành rất là khó các bạn nhá. Đấy, ok chưa, ngon rồi. Đấy, ngon lành cành đào. Nguồn thì có thể sửa đơn giản, nhưng mà riêng khiển thì khó. Khó để chơi. Ok con dê. Đấy các bác ơi. Đó, đã chạy các bác nhá. Cái nó để ngoài mai ông điên đến. Để ngoài chỗ ngoài ông mang kia ông lấy. Xin chào các bác nhá, cảm ơn các bác đã dành chút thời gian theo dõi video. Thì bác nào có nhu cầu sửa mấy cái nồi cơm mà cái hàng cỏ bình dân ấy, Juicy, Tiger, Hitachi, Banla, Nati có hết cho bác nhá, đầy đủ hết. Đây là nguyên thay nguyên cái này luôn đó, nên là bác khỏi phải suy nghĩ gì hết nhá. Xin chào các bác, cảm ơn các bác.